tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thổ Địa Tinh Nguyên. Đây là tất cả đây là tập cái giúp thường. Các bạn nhìn ở đây xung quanh đây là đúng trước mặt nước cao. Đây là một hồ nước nó rút hết rồi. Thì còn lại những cái húng như thế này nên là hôm nay bọn mình sẽ đem lưới tới đây thả thả để bắt những con cá bị mắc cạn đó các bạn. Đây bọn mình vừa mới thả xong, hồi nãy bọn mình đã thả xong rồi. À, lúc quay lại thì xem thì mình đánh to bằng tay hơn nữa, 2 kg quá bạn. Đây là bạn Tùng, đây là anh Minh đấy, và kia là vợ của anh Minh, còn đây là anh Hi. Các bạn đã biết anh Hi TV nha. Bọn mình đi nữa, bọn mình sẽ đi thăm lưới một lượt, xong bọn mình sẽ quay về để ăn cơm. Cơm xong thì đến tầm 7-8 giờ rồi sẽ đi thăm lại thêm một lần nữa. Mọi người nhớ đón xem video nhá. Kết quả sẽ là ở ngày mai, là mọi người cố gắng xem video để xem có được bọn mình, thành quả của mình sẽ là như thế nào nhá. Xin chào. Sau khi răng xong, anh em đi đạp bến này. Có vẻ là có đấy. Có đây sữa to luôn. Con này. Một cặp. Một cặp. Đấy, anh cùng nó bắt xem một con. đừng có mừng thế chứ. Con đưa bao nhiêu to? Tiếp. Có vô trong lưới luôn nè. Vài con rã. Sao nào, khu đó là có mấy con luôn ở đó đấy. Sao mình đi nghe không có nhỉ? Trình bạn ơi. Cái gì đấy? Đây tiếp tục là có rồi này. Xa quá. Sò hến của bạn Tân Vê Lốc nha. Mình được sáng. Anh em mình đang lội xuống cái ao hồi nãy. Lạnh quá. Xem qua, xem cá đây. Không biết có thu nhận gì không. Hồi nãy anh em mình đi bên kia là bị móm rồi. Ôi, không sợ, nghe cũng không lạnh mấy, nhảy xuống nước. Đây bọn mình bắt đầu xem từ khúc lưới đầu tiên. Có hả? Rồi, bây giờ mình sẽ đi quay qua bên kia. Có vẻ là dính một con rồi. Cá gì hả? Mấy gì mà đây này. Đấy. Mấy gì? Rồi. Ui, xa quá rồi. Rồi, xem mình tắt camera rồi mình đi theo bạn của mình nhé. Có vẻ sau một khoảng thời gian khá là dài, anh em mình mới bắt được một con này, cũng khá là to này. Cá phình này. Mình có một xíu.
không đứng gọn gì ạ. Mà mình lại không đem cái đồ đựng này. Còn tiếp tục. Hồi này bắt con kia cũng ở cái này đúng không? Hồi này chạy con ở ngay đây nhỉ. Đứng ngáp 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 đây. Bay không? Được mấy con cá này chắc tối đủ ăn rồi nhỉ. Thôi mình sẽ di chuyển về cái lều của mình nhé. Trời tối rồi, bọn mình sẽ tranh thủ đá bát cơm. Với lại mẹ nướng mấy con cá giờ cũng chín rồi. Ăn cơm mấy con đâu, đây một lúc ạ. Xong tí nữa là bọn mình sẽ tiếp tục đi thăm lưới. Chắc tầm 7 giờ đi nhỉ. 7 giờ đi thăm một chuyến, còn xem tình hình thế nào thì tầm khoảng 11 giờ thì đó bọn mình sẽ đi thăm chuyến thứ hai. Tại vì cá ở đây nó khỏe quá nên là không có để được tới sáng mai, để tới sáng mai nó đi mất. Là bọn mình sẽ tranh thủ cố gắng đi thăm tốt nhất có thể. Một phần do lưới của tụi mình nó già khỏi ốc nữa cho nên nó đi ngủ lâu là nó ra. Bây giờ bọn mình sẽ chuẩn ăn cơm đi, ăn tối xong rồi là cho lại gần xem cá này, con hai cỡ 2-3 kg luôn này. Được mọi người ơi, ơi mọi người ơi, cá rô phi nè, thăng lát nè, mè zin nè, mè rảnh nè, đồ đủ. Mùa này thăng lát ngon nha, ngon lắm nha các bạn ơi, béo lắm. Mùa này cá nó béo lắm. Ăn review cá nào? Ngon nha, giòn. Trời. Cá này đâu có biết giòn không giòn rồi. Bạn ơi, hơi nổ. Thôi mọi người ăn cơm đi. Thôi, ăn cơm nha, cả nhà. Mời cả nhà nha. Ăn cá. Ăn cơm cá nha. Bọn mình có đem theo một ít rượu thì uống cho nó đỡ lạnh. Cái thời tiết nó lạnh quá. Còn mà. Đâu? Ở bên kia. Mục tiêu chủ yếu là để cho dễ ngủ. Đó có chanh mà, có chanh. Đây mình sẽ review sơ qua cá cho anh em đẹp đấy. Cá khá là to này. Anh cầm lấy cái nào, cầm lấy cái nào. Bắt mấy con vừa vừa để ăn trước rồi cần to để đây, mà tốt lắm. Thôi, tranh thủ ăn tí đi. À, chắc mình sẽ tắt máy miệng. Ừ. Ai phải quay cái chỗ cái lửa của Tây Nguyên chứ, đâu cần nói gì đâu. Thôi mình ăn cơm cho bạn này bạn. Bạn bắt mình review lửa. Đây. Đó. Lửa đấy. Cứ đốt một lần là cháy cỡ tầm một tuần nha. Ừ. Còn lửa Vĩnh Cửu. Lửa Tây Nguyên nó đặc biệt lắm. Mình sẽ tắt máy và ăn cơm.
rồi anh em mình sẽ tiếp tục đi thăm xem coi tình hình thế nào, có khả quan hay không. Trời khá là lạnh rồi nên hai anh em này sẽ đi thăm đợt cuối. Lạnh quá. Bây giờ cái cá nó sẽ vào nha các bạn. Chuông nó chỉ người con cá hồi này đây này. Khô khét hết. Không được. Anh em đang chuẩn bị số nha. Mong sao anh em có cá nhiều nha. Ui lạnh quá. Mình quay xong chắc chạy một đêm tiếp. Thôi chúc anh em đi may mắn nha, mình lại bùng một tiếp đây. Action. Ui, lại đạn chúng một con. Sao cá ở dưới bùn gầy nhớ nhỉ? Nghe mình đi nó phải đợi, nó đéo có được lưới. Nó chui xuống dưới bùn nó. Mày bị đá ta. Tao. Tao đá nó. Đạn chúng cá. Này một con cá rô phi. Xé luôn, xé đứt luôn. Mình cạo đâu mà, lưới này cần gì phải cạo. Đó. Để cho nhanh. Đây, bọc cá. Một đen rô phi. Đây. Anh nhìn vừng đi. Phát hiện ra bọc cá. Phát hiện một con cá nha. Con cá mè dinh. To chà bá. Vàng ống. Vàng ống. Đặc quá mọi người ơi. À, một con cá nha. Thế nào, thế nào kéo con tàu đi. Mày kéo con cá đây. Dùi lại quá. Lạnh quá mọi người ơi. Theo bu gửi rồi. Báo cá nha, đã một con nữa. Rồi sao ta? Của em nữa. Đưa thuốc đây, đưa thuốc đây. À, mấy con cá này nó nằm ở dưới thôi. Qua khỏi nó rồi chứ. Nó nằm sẵn gì đấy. Đây. Ui. Rồi, vòng thứ hai. Dính lưới, dính lưới, cá to chứ, nó chưa lưới bên này mà. Lưới bên này mà chưa dính đâu, nó đi thôi. Trời ơi, làm hất hồng. Bay qua rồi ha. Bay qua, nó gặp lưới, nó bay luôn à. Không dính đâu, lưới như kia kìa. Bao đây, bao đây nè, bao đây nè. Còn chưa hả? Chưa dính đâu, còn nó nhảy qua tích bên này rồi. Ừ, lưới còn nằm bên đầu bên này. Nó gặp lưới nó nhảy á. Quá, nó kéo tới đáy luôn. Chứ không, nó còn cái nó dính nó nằm dưới á. Nó nằm dưới đáy. Lạnh quá mọi người ơi. Bọn mình phát hiện cá. Mình phát hiện là con cá khá to. Ôm này luôn đi. Không ôm được đâu. Mở bao ra, bánh bao ra, bỏ vào bao luôn. Nhanh lên. Đi luôn. Đi. Từ từ. Ôi, sảy mất tiêu rồi. Cá rất là to nhưng mà lưới mình thì không bắt được nó. Lưới này nó bị lâu năm già cỗi hết rồi. Cá phí rất là to luôn nhưng mà chưa kịp bắt thì nó đi mất rồi. Đây, bọn mình xem cũng gần hết lưới rồi. Giờ đi được có mấy con à? Còn cái cuối này thôi. Có hy vọng gì không? Trên đây lên có nhiều lưới không Tùng? Xong một buổi xuống nước của anh em đây. Có mẻ cá này. Mình sống mất một con to. Đấy. Con sống là con to.
Cái tàu dít này mẹ để mình phường dưới mẹ đi gấp kìa. Đây này to này. Mấy con cá này to hả? Cá rô to. Cá to, cá to như rồi. Đâu mà hả chị? Ôi ôi. Chắc là bơ thôi. Nó sắp chưa? Nó chạy rồi. Thấy luôn. Nó dậy đánh đạch, đánh đạch. Đớp bò vừa tàu cá. Thì nó còn dày á. Như tôi cho chiều xe đá. Đổ vào luôn đi, đổ vào cái này vào luôn đi. Ôi. Quay mất rồi. Còn không? Rút vừa cá hả? Còn mà. À, xích. Ôi, vừa cá lào lên. Mấy cá xếp vậy? Cá xếp nhiều vậy? Lạnh. Teo bù ri. Để cá lạnh, anh em phải sửa ấm. Ôi. Sáng ngày 3 giờ sáng. 10 giờ sáng. Trời khá lạnh, mình biết nói gì kiểu gì. Nó hơi cóng người. Đi cũng khá lâu. Rồi mình đi lấy muộn quá lắm, sao mắt nhiều. Một con cá rô. Em rô. Ây à. Anh em mình lại tiếp tục. Ui. Tự bọc 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 vừa chọc lưới luôn. À. Cuốn nó lại đi. Con này to quá nên anh em mình sẽ từ từ bắt đi. Để hẳn cho nó vô trong túi thôi. Trời ơi. Cái gì? Khó hết rồi này. Đưa đây rồi. Ông gọi đi, ông gọi. Thả được đi. Thả được đi. Thả được đi. Thả được đi. Anh cũng ngọt. Có tầng nhỏ. Thả được. Tầng nhỏ như thế. Làm nó chết đời bắt đây. Không à. Này giờ mình để lưới cũng không biết có là hai con kia sống chưa. Thì qua đây nó phá lưới tùm. Lưới hết.
chi cam của mình bị dính nước rồi, chắc cái xong đoạn này mình sẽ lo lại cá nha. Con cá siêu to. Bọn mình tiếp tục đi đây. Và đây là buổi sáng của bọn mình đây. Chào buổi sáng mọi người. Hơi ấm một tí. Anh em mình sẽ đi thu lưới. Hôm qua anh em có muốn thu thành quả thế nào? Thành quá, nhiều dụng lưới luôn. Đây, bạn Tùng của mình đang đi qua bên kia để thu lưới. Đây bạn Tùng của mình đã về rồi các bạn ơi. Có vẻ là tình hình không khả quan cho lắm. Chỉ có mấy con cá đây thôi. Đây. Là gì đấy, con còn này. Được 4-5 con nữa. Thôi anh em mình sẽ tháo cá ra khỏi lưới rồi ăn sáng rồi về nha các bạn. Đây phụ trợ nó tháo cá đi. Còn 2 cây chưa giòn mà. 2 cây kia hả? Bắt cái về đi. Không biết. Không biết tình hình thế nào chứ bây giờ ở đây là không khả quan cho lắm. Mì như thế tình hình là bất nó có lạnh mấy đâu mà không có lạnh không mấy liên tục được mấy con như này này để xem. Đây quay thành quả này. Đấy, thành quả trong thùng xốp này. Đấy. Trống trơn con cá đây. Cá của một ngày. Không hiểu sao cá tinh nhân. Có vài con thì sẽ ấm, vài con thì nó lại thích là lạnh. Bạn Tùng này giờ chiêu mặt của mình ra rồi. Mình tính đi thăm thêm 2 cái lưới rồi quay thành quả luôn. Nhưng mà có vẻ nó không được như ý muốn nên bọn mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.